Hello mọi người, mình là Khánh Linh và đây là một bài viết của tác giả Phương Clark đăng trên spiderroom.com. Và bài viết có nhan đề 4 nguyên tắc vàng khi đi phỏng vấn tại các công ty đa quốc gia. Và nếu các bạn cũng đang tò mò về 4 nguyên tắc này thì hãy cùng mình bắt đầu bài viết này nhé! Thi ứng tuyển Management Trainee cũng giống như là ứng tuyển học bổng khóa học quản lý tại tập đoàn lớn. Cũng nộp hồ sơ đi phỏng vấn, nhưng mà lại chẳng có nơi nào dạy kỹ năng apply đặc thù này. Nhân dịp một số các chương trình quản trị viên tập sự của các tập đoàn đa quốc gia đang mở, Phương có tổng hợp một số tips cho một số kỹ năng cực kỳ quan trọng, hy vọng là sẽ giúp các bạn tự tin hơn trên hành trình ứng tuyển của mình. 1. Không chỉ liệt kê và tập trước, hãy tùy chỉnh câu chuyện của bản thân. Nên nhớ rằng, interviewer không kiểm tra bạn xem có thuộc sứ mệnh, văn hóa, mô tả công việc v.v. của công ty hay không, mà họ kiểm tra để xem bạn có phù hợp với những yếu tố đó của công ty đến mức nào. Vì vậy, sau khi nắm rõ được những yếu tố này, bạn nên tùy chỉnh câu chuyện của mình để làm sao phô bày được những khía cạnh đó của bản thân. Ví dụ, Unilever thì có 4 giá trị lớn là Pioneering, Respect, Responsibility và Integrity. Nếu bạn thấy mình cũng có những điểm tương đồng với văn hóa này, thì có thể chuẩn bị những câu chuyện để chứng minh. Cái bạn cần chứng minh không phải là mình giỏi, mà chính là bản thân hiểu và phù hợp với công ty vị trí đến mức nào. Sau khi nghiên cứu liệt kê, thì hãy lưu lại mọi thứ trên một file, rồi lấy đó làm tài liệu luyện tập và sử dụng cho nhiều lần tiếp theo. 2. Tuyệt đối không lan man, dùng framework và số liệu cụ thể. Khi kể một câu chuyện, bạn luôn muốn đảm bảo hai yếu tố, nội dung và logic, đúng trọng tâm và hình thức kể, gãy gọn. Có hai phương pháp sẽ giúp bạn đạt được hai điều này, mô hình STAR và minh chứng dưới dạng số liệu cụ thể. Mô hình STAR là công cụ sẽ giúp bạn thoát khỏi trap lan man, đặc biệt là câu hỏi hành vi, behavioral question. Situation, một sự kiện, dự án hoặc một thử thách phải đối mặt. Task, những trách nhiệm của bạn và những yêu cầu về tình huống. Action, các bước hoặc quy trình để khắc phục tình hình. Result, kết quả của các hành động đã làm. Và sử dụng mô hình STAR hay không, bạn cũng nên gắn mỗi luận điểm với minh chứng cụ thể. Nếu mà được số hóa và định lượng hóa ấy, thì càng tốt. Câu trả lời có cấu trúc mạch lạc và có bằng chứng cụ thể sẽ giúp interviewer dễ follow bạn, cảm thấy chân thực hơn và cũng cảm nhận được sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bạn. 3. Sẵn sàng cho những câu hỏi case study. Trước đây, format interview bao gồm giải case chỉ gắn liền với format phỏng vấn cast interview của các consulting firms. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, các công ty đã bắt đầu đưa những case study ngắn vào phần phỏng vấn để đánh giá technical skills của các thí sinh. Vì vậy, nếu được, bạn hãy tìm hiểu dạng case trong câu hỏi của công ty đó, qua người quen, qua các bài review trên mạng, v.v. Đọc các bài viết với từ khóa How to approach a case study và sưu tầm case study để luyện trước. Hoặc đặc biệt, nên luyện các case study liên quan đến vị trí mình ứng tuyển. Ví dụ, apply human resource thì nên tìm case human resource để luyện. 4. Luôn trung thực. Sự thực là ngay cả khi dạy interview học bổng, Phương cũng luôn nhắc đi nhắc lại với các bạn học viên rằng có thể ở mỗi nơi, giá trị văn hóa yêu cầu ở ứng viên là mỗi khác. Nhưng có một điểm chung chắc chắn là không tổ chức nào chấp nhận một con người thể hiện sai sự thật về bản thân cả. Thứ nhất, interviewer họ đủ kỹ năng để biết bạn đang nói dối hay không, hay là đang thêm mắm dặm muối khoe khoang. Thứ hai, kể cả bạn có lọt qua các vòng thi tuyển, bạn cũng sẽ chẳng phát triển trong một môi trường không phù hợp với mình và nhanh chóng bị đào thải. Cuối cùng, bạn làm mất thời gian của interviewer, của công ty và của cả chính mình nữa. Phương tin rằng, chuẩn bị thì chẳng bao giờ là đủ và mong rằng bài viết của mình sẽ cung cấp một số gợi ý hiệu quả để các bạn thể hiện bản thân một cách tốt nhất. Nếu các bạn thấy hay thì cứ thoải mái chia sẻ và tag bạn bè cùng đọc nhé. Chúc các bạn thành công! Yêu thương, Phương Clark. Hy vọng rằng video lần này sẽ có ích cho các bạn. Nếu các bạn thích video này, hãy nhớ ấn like, ấn share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm.
và mình là Khánh Linh. Bye!